Đỗ Phi xin chào các bạn. Nếu như nhà các bạn wifi nó bị yếu này, từ tầng 3 xuống tầng 1 mà không bắt được này, thì đây là giải pháp dành cho các bạn này. Bộ phát wifi này Mercury này, sử dụng là 4 dâu này, công nghệ là 2x2 MIMO này và CCA này, sử dụng tối đa là 16 người này. Đấy, model đời mới nhất là 325R này. Đó, phát lên tới là 300M này. Đấy, đây để mình mở hộp sản phẩm cho các bạn xem này. Bên trong hộp là có một dây nguồn này đi kèm. Đó. Đây, còn đây là bộ phát của chúng ta này. Đó. Tiếp theo là tờ sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, thì cái này sẽ giới thiệu nó bằng tiếng Trung thôi. Các bạn có thể là quét cái mã QR code kia để tải phần mềm này, vừa để quản lý vừa cài đặt cho nó dễ này. Đó. Đây, mặt sau này sẽ hướng dẫn là cách các bạn cài đặt này. Rất là đơn giản thôi. Đây, để lát mình hướng dẫn các bạn sau này. Đấy. Đây, sản phẩm của chúng ta này. Đấy, đằng trước in logo này, Mercury này. Đấy. Đầu tiên về cảm quan thì là thiết bị cầm khá nhỏ gọn này. Được vát này, vát mỏng về phía cuối này. Đấy. Cầm khá là đẹp. Đây, cái dâu này các bạn có thể là chỉnh uốn được này. Đó. Đó, bẻ sang trái sang phải. Các bạn muốn nó phát về đâu khỏe hơn thì các bạn uốn về phía đấy. Xem ở mặt dưới này. Mặt dưới thì được có các lỗ tản nhiệt rất là nhiều này. Đấy, giúp thiết bị sử dụng không bị nóng này. Và có in đầy đủ thông số. Đó. Đây, version nó là 4.1 này. Đây thì mặt này các bạn xem được có lỗ reset này. Đấy, các bạn chỉ cần cắm que tăm hoặc là que chọc sim vào đấy để reset thiết bị này. Rồi thứ hai là một cổng WAN này. Đó. Và ba cổng LAN này, cổng thứ nhất, cổng thứ hai và cổng thứ ba này. Đấy. Thì các bạn có thể là nối ra máy tính, còn đây là lỗ nguồn này. Cắm máy tính, máy in hoặc là mạng nội bộ này. Còn cắm vào cổng WAN để các bạn phát wifi để dùng không dây. Còn muốn có dây thì sẽ cắm vào một trong ba lỗ cổng LAN kia. Đó, chỉ to hơn bàn tay mình một chút thôi. Đây, về phía các dâu này thì nó sẽ là dập chìm chữ Mercury này. Đó. Dâu nào cũng được dập luôn này. Đấy. Hai mặt. Đó. Mặt dưới, mặt trên.
Đây để mình chỉnh lại cái góc đã, để lên hình cho nó được đẹp. Đây, còn đây là dây dây nguồn này, cũng được in Mercury này. Đó. Đây, các bạn sẽ cắm vào cái cổng nguồn đây, lỗ dây nguồn đây. Đấy, và các bạn cắm vào ổ điện này thì nó sẽ có báo một cái đèn xanh. Đó. Tiếp theo là các bạn cắm cổng dây mạng vào cái cổng WAN ấy. Nếu các bạn là muốn phát wifi cho các thiết bị không dây dùng như là điện thoại hoặc máy tính, laptop. Đấy. Để nó phát wifi ra. Còn mà muốn cắm cổng LAN thì sẽ cắm một trong ba lỗ còn lại để dùng dây mạng. Đấy, nó hiện đèn nhấp nháy này là được. Để mình hướng dẫn các bạn sơ qua cách cài đặt phát wifi ra này. Đây, đầu tiên là các bạn vào có một chiếc điện thoại hoặc laptop này. Bật wifi lên. Dò tìm kết nối này. Đấy, nó là Mercury này, 1F99. FF9 này. Đó, đã kết nối vào có sóng này. Sau đó các bạn vào trình duyệt web này. Các bạn gõ milogin.cn để đổi mật khẩu này. Đó, xong ấn đi này. Đây, mặc định nó lên như này. Đó, thì các bạn sẽ có mật khẩu của bộ phát này để người khác khỏi vào truy cập này. Đấy. Cái mật khẩu này sẽ khác mật khẩu wifi. Đấy. Ví dụ mình để từ 8 đến 1 này. Đây, các bạn ấn next luôn này. Tại vì nhìn chữ cũng không hiểu gì. Đây, vào mục tên này, các bạn có thể là đổi tên wifi. Không muốn là Mercury nữa thì các bạn đổi thành ví dụ mình đổi là Dolphin Shop này. .net. Rồi. Tiếp theo là mật khẩu của wifi này. Mật khẩu này các bạn sẽ đặt khác cái mật khẩu của thiết bị này. Đấy, ví dụ mật khẩu mình đặt là Dolphin Shop này. Shop. Rồi. Mật khẩu là 8 ký tự. Có thể là chữ cái hoặc ký tự đặc biệt. Chữ viết thường, viết hoa này, ấn next này. Đó. Và ấn một vào dấu tích xanh này. Đấy, như thế là đã được. Đó. Các bạn thoát ra này. Đây, các bạn bật tắt lại wifi này. Đấy, sẽ hiện là dolphinshop.net này. Các bạn ấn vào và gõ cái mật khẩu vừa đặt. Mình đặt là Dolphin Shop này. Đó, kết nối. Đó, như vậy là đã hiện vạch sóng wifi này. Đây, ví dụ truy cập vào này. Đó, khá là nhanh. Cái này tùy thuộc vào mạng tốc độ mạng của các bạn thôi. Các bạn đăng ký gói mạng
với bao nhiêu với nhà mạng, ví dụ là 30 MB hay 20 MB, tùy. Có những gói ví dụ 200-300 nghìn, có những gói 500-700 nghìn đó. Nó phải phụ thuộc cả vào tốc độ mạng chứ không chỉ riêng gì cái này. Đây, xem thử clip này. Đây, tu cũng khá nhanh. Đây là trang web của bên mình này, dolphinshop.net. Đấy. Các bạn có thể lên để xem cập nhật những sản phẩm mới, hoặc cũng như là có thể là ủng hộ bên mình để có điều kiện để ra những clip và sản phẩm tiếp theo. Đấy là trang web. Thì trang web mình có chèn các clip kiểu YouTube. Thì ở đây xem trực tiếp kiểu YouTube này. Đó. Đấy. Đây thì chọn này, ví dụ của 1080 này. Đó. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Nếu thấy hay đừng quên like, share, subscribe kênh này. Đừng quên link mô tả cũng như là link mua hàng mình để ở phía bên dưới này.